Thưa quý vị, ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn được xác định là một trong những ngành công nghiệp chủ chốt, nền tảng của cách mạng công nghệ 4.0. Việc thiết kế sản xuất vi mạch là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra trong kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Đà Nẵng đến năm 2030. Và Đà Nẵng cũng được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm thiết kế vi mạch của cả nước và thế giới. Sau đây là loạt phóng sự của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV về vấn đề xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn. Mới đây, các kỹ sư công ty Synopsys Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng vừa thiết kế cung ứng vi mạch Multi-die chip 3 nanomet cho tập đoàn công nghệ Intel Mỹ. Đây là giải pháp thiết kế chip tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Nếu như trước đây, gần như tất cả chip tại Việt Nam đều phải nhập khẩu, thì việc làm chủ công nghệ từ khâu thiết kế cho tới khâu cuối cùng đã mở ra khát vọng đưa Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, trở thành những điểm đến về thiết kế vi mạch của khu vực và thế giới. Hiện tại thì công ty cũng đang có cái nhu cầu mở rộng lực lượng rất là nhanh trong thời gian tới với cái nhu cầu từ phía thị trường. Công ty là đang rất là chú trọng trong cái việc là làm sao để nâng cao cái chất lượng của đầu vào của các kỹ sư. Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng là địa phương luôn đi đầu cả nước với công cuộc chuyển đổi số, cũng như còn nhiều dư địa tiềm năng khác như khu công nghệ cao, ba khu công nghệ thông tin tập trung, nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có khoảng 250 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gia công, lắp ráp các thiết bị linh kiện điện tử với gần 10.500 lao động. Với những linh kiện có sẵn, thành phố đặt mục tiêu thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nội địa hóa chuỗi cung ứng bằng cách làm trọn vẹn quy trình, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kinh doanh. Đây là chính là một trong những cái cơ hội cho Việt Nam và các địa phương như Đà Nẵng để thay đổi cái mô hình phát triển y tế. Vì một trong những câu hỏi mà chúng tôi vẫn thường đặt ra, Đà Nẵng còn động lực gì để cho cái sự phát triển? Thì lãnh đạo thành phố coi cái việc phát triển công nghiệp công nghệ bán dẫn, vi mạch bán dẫn là một trong động lực. Trong việc phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn, yếu tố nhân lực có vai trò quan trọng. Hiện nguồn nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn tại Đà Nẵng đang đứng thứ ba cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Việc tăng chất lượng và số lượng nguồn nhân lực ngay thời điểm này là điều hết sức cần thiết. Đà Nẵng trở thành một cái trung tâm vi mạch bán dẫn trong hệ sinh thái vi mạch bán dẫn toàn cầu ấy, thì tôi nghĩ rằng là phải số sinh viên phải cỡ 15-20 ngàn về sinh viên vi mạch bán dẫn, về có sự hiện diện của 10 công ty hàng đầu thế giới về bán dẫn tại Đà Nẵng. Chúng ta phải tập hợp được lực lượng để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với các cái nền công nghiệp cao của thế giới. Tức là những cái mà chúng ta, con người mà chúng ta đào tạo ra phải đảm bảo được, tham gia vào được cái chuỗi cung ứng của thế giới đấy. Thì cái đó là một cái thách thức. Trước xu hướng của toàn cầu cũng như thực trạng về nghiên cứu sản xuất, nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn hiện nay, vấn đề được đặt ra với Đà Nẵng là cần có giải pháp, chính sách gì, cách làm như thế nào, mục tiêu thời gian lộ trình ra sao để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm vi mạch bán dẫn của Việt Nam và thế giới. Để có tên trong hệ sinh thái bán dẫn thế giới, phát triển nguồn nhân lực là một trong những bước đi đầu tiên thành phố Đà Nẵng lựa chọn. Những thách thức cũng như lời giải phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn trong thời gian tới của thành phố sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích ở kỳ sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.